theo số độ cao không từ, 9 độ cận và 5 độ loạn. Chưa nói cách còn yêu cầu phải phủ thêm lớp glue control có tính năng chống ánh sáng xanh từ các tia độc hại, từ thiết bị công nghệ và bức xạ của tia mặt trời. Số độ cao cùng với những tính năng đặc biệt như thế này thì chỉ có tròng kính đặt đánh mới có thể có được, và tròng kính Visotech của Mỹ là một trong những số đó. Đặc biệt, điều mà giúp cho tròng kính Visotech của Mỹ có điểm nổi trội hơn rất nhiều tròng kính khác nhờ ứng dụng các phần mềm kỹ thuật số hiện đại cùng các lớp phủ của Carl Zeiss và vật liệu